Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Gaming Karou ha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một con cáp chờ cạc này giống như tiêu đời của mình. Tại sao lại nó lại rẻ như vậy và nó tác dụng như thế nào ha? Tại mình thấy trên group có một người số người hỏi thì không biết con này sử dụng có tốt không mà tại sao này rẻ như vậy. Vì vô tình đó mình đã mua, mình trải nghiệm rồi thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn coi. Bây giờ trước khi mới vô bài review mình xin các bạn một like, một đăng ký kênh giúp mình nha. Dù gì đăng ký kênh cũng đâu có mất mát gì đâu đúng không? Cho nên là đăng ký kênh giúp mình đi để mình có nhiều động lực, mình sẽ làm tiếp những thứ hay ho cho các bạn xem nha. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Intro. Đầu tiên mình mua con này ở trên Shopee thì ở đây nó bán giá 350. Mình cũng không biết tại sao thì hồi đó mình mua là có 200 200 mấy á, luôn ship. Cũng khá rẻ. Thì mình mua mình trải nghiệm chơi. Đây, thông số những thông số cần thiết của mình cần coi là nằm ở đây nha. Độ phân giải HDMI đầu vào là tin lên được đến 4K nha. Là có nghĩa là khi mình chiếu livestream á là trên màn hình của mình là xuất hiện là độ phân giải 4K thì con này nó vẫn nhận được nha. Thì vẫn nghĩ là nhận được 4K thì 2K Full HD HD thì nhận được hết. Rồi sau đó là độ phân giải đầu vào ra ở đầu ra của video, là có nghĩa là từ màn hình từ con này đến mình xuất ra livestream hoặc là phát lên ở đâu á thì nó sẽ hỗ trợ cho mình tới Full HD và 30fps nha. Chỉ có 30fps thôi. Cho nên là các bạn nào muốn livestream game nào mà FPS cao hơn á thì tôi nghĩ con này cũng không phù hợp lắm đâu. Rồi tiếp theo thì bề ngoài có con này thì nó là một khối này, mình nhơ mình sắt gì không biết, một nguyên một khối, chỉ đơn giản là nhỏ gọn thôi. Một đầu là HDMI, một đầu là USB tay A ha, một đầu USB tay A để ghi chữ Made in China luôn nữa bộ. Ghê chưa. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xếp con này và mình trải nghiệm nó coi hiệu quả như thế nào nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cần một cái dây HDMI. Một dây HDMI mình cắm vô đây. Đây, cắm vô đây. Mình sẽ cắm vô PC của mình. Rồi, đó, thấy 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 như này không? Còn dây HDMI còn lại á, nếu bạn livestream bằng điện thoại á thì bạn sẽ cần một bộ chuyển từ HDMI để cắm vô điện thoại. Mình sẽ cắm vô đây. Rồi. Tại điện thoại của mình là Samsung xài Type-C cho nên là mình sẽ cắm trực tiếp vô đây luôn nha. Rồi mình cắm vào. Rồi bây giờ mình còn setting một số thứ trên OBS nữa, là bây giờ mình bấm vào video capture nè, capture device nè. Đây, bấm OK. Sau đó mình chọn đúng cái USB video của mình nha. Nếu chọn sai thì nó sẽ không có lên đâu. Bắt đầu đây mình thấy xuất hiện cái màn hình của mình rồi nè. Tuy nhiên mình phải tinh chỉnh một số thứ để nó tối ưu cái cách chờ cài của mình hơn. Đầu tiên mình sẽ chọn custom nha. Sau đó mình sẽ chọn độ phân giải. Hồi nãy nó kêu là độ phân giải của mình là Full HD 30fps ha. Đây là Full HD nè. Đây, nó hiện trực tiếp mình 30fps luôn nè. Đó. Nhưng mà mình thì thích trải nghiệm tốt hơn, cao hơn. Nhưng mà độ phân giải thì không cần lắm, nên mình sẽ chọn ở chế độ là HD và tăng 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 mình boost lên được là 60fps lần. Mình lại thích nó mượt mà hơn, tại mình chơi game FPS nhiều cho nên là mình thích vậy. Rồi sau đó có điều này rất là quan trọng nè. Các bạn hãy lăn cuối cùng nha, hay là Audio Output Mode. Bạn phải nhớ tích vào đây nha, tích vào đây. Rồi từ ở đây nè, bạn chọn đúng cái USB này nha, này nè, mình là USB Digital Audio nha. Nhớ nhấp vô, nếu không mình nhấp vô là nó không thành đâu. Vô. Rồi, ok. Đây, đó.
để nó xuất hiện trên OBS của mình. Bạn thấy không? Nó không phải là nó không delay, nó vẫn có nhưng mà rất là ít, 0.5 giây thôi, không nhiều. 0.5 giây nhưng không nhiều, nhưng mà bạn hãy để ý đi. Cái màn hình mà mình cắt từ mình quay bằng điện thoại á, nó đẹp hơn, nó sắc nét hơn cái chật cạc này nha. Cái này mình điên cái nhân mình thấy thì nó lại mờ, không nét lắm. Mờ, nó không nét lắm. Không biết các bạn thấy sao nhưng mà mình thấy mờ, nó không nét. Cho nên là ok, tìm mọi người giá rẻ mà. Đã hỏi gì nữa giờ? Bây giờ mình sẽ test con game mình hay chơi. Đây, video game thì thứ đơn giản bình thường thôi. Đó, bây giờ mình sẽ vô mình phần test tướng cho mình, bạn coi gameplay với lại âm thanh ánh sáng như thế nào ha. Ok. Đối với mình thì con cách trực cạc này đối với 200-300 ngàn để mình chơi, mình gây livestream, mình bán hàng gì, mình thấy nó ok, sao hết, khá là ổn. Thì đó, bây giờ mình chỉ hướng dẫn cho các bạn biết con cách trực cạc này để làm được những gì, cách tinh chỉnh setting nó như thế nào. Nếu các bạn nào không biết thông tin gì thêm á, các bạn có mình xuống comment xuống dưới đi. Rồi mình sẽ tiếp tục mình hướng dẫn cho các bạn biết những cái nào nên xài, cái nào không nên xài và xài như thế nào cho đúng nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến phút này. Các bạn có like, có coi, nếu có bổ ích thì bạn hãy like, comment và subscribe đăng ký kênh giúp mình nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.